vị, thí sinh tiếp theo đây trong suốt các vòng thi vừa qua đã chứng tỏ được sự tiếp nối truyền thống cải lương tuồng cổ của gia đình mình. Và chúng ta nghĩ rằng đương nhiên sở trường của cô là hát cải lương, thế nhưng cô vẫn khiến cho chúng ta bất ngờ. Và đêm nay chúng ta sẽ cùng xem là cô sẽ hoán đổi như thế nào, và chúng ta sẽ cùng chào đón Bình Tinh. Cái dòng này là cái dòng quán đổi, thì phải quán đổi như thế nào? Mình sẽ thực hiện một cái sở đoản của mình, nhưng mà trong cái sở đoản đó nó phải có sự đặc biệt và sự gây cấn. Trong cái tiết mục này nó đòi hỏi những cái màn trình diễn rất là công phu, rất là cực khổ. Đánh đổi lại là người ngợm tan nát, trầy trụa, bầm tím hết. Nhưng mà để được một cái thành quả mà quý vị khán giả yêu thích và bình chọn cho Bình Tinh thì đó là một cái niềm hạnh phúc rất lớn với Bình Tinh, mà Bình Tinh sẽ quên đi hết những sự đau đớn cực nhọc. Rồi đi lẹ cho kịp con nước. Lẹ lên. Dạ. Mẹ, mẹ hãy anh em lòng. Các anh em chiến sĩ lên đường. Khoan. Thank you.
vàng đã phất phới tung bay trên nền trời Tổ quốc. Bình tĩnh. Đầu tiên thì Nguyên Vũ rất muốn lắng nghe lời nhận xét từ phía anh Thái Châu. Xin mời anh. Bình tĩnh cũng thấy là cái sự hoan hô của cả cái hội trường này như thế nào rồi. Tôi không thể nói ngược lại một lát nữa, tôi ra không khỏi chỗ này quá. Con hát á rất là hay. Diễn cũng rất là hào hùng. Một dạ, bữa nay con được khen hay. Một tiết mục nghĩa là tưng bừng. Hào hùng, hoan hô một tiết mục rất là hay. Trước nhất là cảm ơn con, cảm ơn vũ đoàn. Bởi vì các bạn đã kết hợp với nhau rất là thông minh. Đây là một cái tiết mục mà nó cho chúng ta một cái nội dung hết sức là hào hùng và hết sức là đáng kính trọng. Cảm ơn cái cách suy nghĩ, cũng như là cảm ơn cái cách thể hiện rất là trọn vẹn, rất là hết lòng của Bình Tinh. Có lẽ là nhờ cái cải lương, cho nên là khi bạn phát âm cái bạn hát nhạc đó mà hát bằng cái tiếng miền Nam đó, nó có một cái gì đó nó vừa dễ thương, vừa chân chất mà vừa rất sâu lắng, cho nên đi vào tim của chúng ta, phải không quý vị? Tiết mục này đối với cô á, cô cảm thấy là nó quá khó. Khó ở đây là sao? Có nghĩa là con một cái bài hát nó cần phải thể hiện một cái sự hào hùng, nhưng những cái ca khúc ở trong cái bài hát này lại là một ca khúc tình cảm. Khi mà con cất cái em ở đầu sông anh cuối sông cất giọng hát lên thì cô ngồi dưới đây cô bị mọc ốc á. Mà thường là vậy nè, cái tiết mục nào mà tự nhiên nó làm cho cô mọc ốc từ đầu là đó là tiết mục hay. Một cái tiết mục quá là hào hùng nhưng mà lại lấy nước mắt của cô. Mấy lần cô mém khóc mà thấy mình khóc hoài nó kỳ quá. Còn một cái việc nữa mà cũng nhân đây tôi xin phép được nói là cái tiết mục vừa rồi của Hoàng Anh Kiệt, chúng ta thấy có một nghệ sĩ diễn chung, đó là nghệ sĩ Thanh Nguyệt. Và cái lần này diễn chung với con là nghệ sĩ Quỳnh Hương. Thì cái nghệ thuật nó rất là lạ, không phải là chúng ta xuất hiện lâu trên sân khấu mà khán giả thấy hay. Ở đây hai cái người đóng mà đóng với cái người lớn tuổi đây đó, xuất hiện ngắn, gọn mà quá xuất sắc. Cho nên hai đứa con rất là may mắn. Chúng ta nhân đây để nói lời biết ơn với những người đi trước đã dìu dắt mấy đứa con như thế nào để tụi con có hào quang như hôm nay. Dạ, con cảm ơn hai bạn. Tôi muốn mời Bình Tinh xuống đây đứng kế tôi được không? Dạ, con được. Con uống miếng nước đi, nãy giờ con khát lắm rồi đúng dạ, không? Dạ, cảm ơn chú. Con cảm ơn chú. Tôi biết Bình Tinh từ lúc còn nhỏ, khi mà em là một diễn viên của Đồng Ngõ Bạch Long. Trời, sao ai cũng thì... biết từ nhỏ vậy? Có nghĩa là em cũng làm báo lâu năm rồi đó chị. Và một cái điều có thể nói rằng tự hào là đêm hôm nay con đã làm xứng đáng cho đem lại một cái niềm vinh dự cho cả một cái gia tộc. Đó là đoàn cải lương tuồng cổ Quỳnh Long. Chú chúc mừng con và luôn nỗ lực hơn nữa để giữ gìn cái danh tiếng của gia tộc mình. Giờ chú hùng con cái được không? Dạ. Dạ, con cảm ơn chú, con cảm ơn bốn vị giám khảo rất là nhiều. Bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời danh ca Thái Châu. Số điểm của nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Điểm 10. Đạo diễn nhà báo Thanh Hiệp và
10. 3 điểm 10. Và bây giờ sẽ là thời gian của quý vị khán giả tại trường quay dành cho Bình Tinh. Xin mời. Số điểm của khán giả tại trường quay dành cho Bình Tinh đó là 9,7 điểm. Chúc mừng bạn. Em, dạ. Mỗi lần xuất hiện á, cứ mỗi tuần thì chị Trân thấy em có một cái tiết mục hết sức là chỉnh chu, dạ. Đầu tư nghiêm túc và rất là hoành tráng nữa, dạ. Thì chỉ có một tuần vỏn vẹn như thế thì em chuẩn bị cho các tiết mục như thế nào? Có khó khăn gì không? Dạ thưa chị, thật sự là cái tiết mục này đối với em rất là khó. Là tại vì chị với Trân cũng biết là em là cải lương hồ quảng. Một người nghệ sĩ cải lương hồ quảng mà khi hát dòng nhạc truyền thống, mà dòng nhạc hào hùng, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi hình tượng của một chiến sĩ bộ đội thì thật sự là không đơn giản đối với em. Mà đã vậy là phải quá thân thành một chàng trai nữa. Thì cái chuyện mà quá thân thành chàng trai đối với em là không khó. Và chỉ mong sao là được sự ủng hộ và sự yêu thương của tất cả quý vị khán giả dành cho em. Bây giờ quý vị khán giả yêu thương ủng hộ Bình Tinh đơn giản chỉ có một cách hết sức là thiết thực ngay lúc này, dạ. Đó là nhắn tin bình chọn cho Bình Tinh với mã số bình chọn của em là 01.